Vâng, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm. Hôm nay thì Hoàng Tâm sẽ tiếp tục bàn giao thêm cái con xe Nissan 1.9 về cho một cái vị khách ở Bình Chánh. Vị khách này là rất là đặc biệt, là thứ nhất là ảnh là khách hàng mua tiền mặt, và là thứ hai nữa là đáng lẽ là con này em giao tiếp Tết rồi, mà là do là ảnh có một cái số nhu cầu đóng thùng đó, cho nên là bên em đã dừng lại và đóng thùng cho ảnh, và quyết định là giao khi mà vô Tết, để thứ nhất là cũng như là lấy cái hên giao xe đầu năm, cũng thứ hai nữa là anh cũng muốn xong đất xong nhà, lấy cái hỷ để đầu năm làm ăn suôn sẻ, nhiều điều thuận lợi. Rồi các bác thấy hiện tại là em đang bên dịch vụ đang chuẩn bị cài số khung số máy để chuẩn bị chút xíu nữa đi bấm số đó, thì chúng ta sẽ xem qua về cái con xe này nha. Đây các bác thấy đây là con xe Nissan Captur đến từ thương hiệu của Vinamoto. Con này thì tải trọng của nó là 1.9 tấn, có hai phiên bản là 1.9 tấn để chạy trong Sài Gòn và 3.5 tấn để có thể chạy tỉnh. Và con này kích thước lồng thùng của nó là được 4.2 m nhân mắt 4.2 m, rộng là 1.870 m và cao là 1.9 m đó. Con này thì nó được cái là nó ngon là xài cục máy rất là to luôn. Các bác thấy nè, cục máy rất là to đó, cục máy chất D30D. Công suất con này thì lên tới là 140 mã luôn. Và con này nó thêm một cái nữa là nó có hộp số, là hộp số 6 cấp 6 số tiến 1 số lùi. Đây cái phần hệ thống treo trước nè, chúng ta có nhíp và phụt giảm chấn, và ở dưới nữa là ông dịch vụ đó, ông đang cài số máy á, qua thêm đó, đó 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 ông đó. Đây chúng ta sẽ coi sơ qua về con xe mình nha. Cái này là cái phần dàn đầu nè đó, cái số series là 200 để cho biết được lần này là tải trọng là 1.9 tấn ha. Đó. Các bác thấy nè, cái cặp cản của hình bình dầu 120 lít, cái cặp cản này là cặp cản inox đó, cản bình thường mình sẽ là cản sắt đó, cản đen vàng mà các bác thường hay thấy đó. Anh cho là anh muốn đóng lại con này cho kiểu như là anh nói là cái thùng này là thùng inox rồi, mà đóng thêm cái cản inox nữa nhìn cho nó đẹp đó, về cũng là chè inox luôn, nhìn cho nó sang mà nó sáng hơn rất là nhiều hết các bác. Đây là cái phần phát sinh thêm nè, bình thường á cái ấp khung thùng nè thì nó sẽ là được làm bằng sắt thôi đó, nhưng mà cái này thì đã được đây các bác thấy nè, như cái con một thùng kính bên đây nè đó, khác biệt hoàn toàn thấy không. Đây cái nhìn nó không được đẹp, đó là cái nhờ ý kiến của ảnh, anh nói là không được đẹp và cái cản của mình sẽ là cản sắt như vậy đó. Anh thấy nhìn nó hơi thô cho nên là anh quyết định anh đóng, đây quyết định anh đóng là đó, rất là đẹp ha. Đó. Nhu cầu anh thôi, cái này là phát sinh thêm một ít chi phí, không nhiều lắm, mấy cặp cản này không có nhiêu tiền á, nhưng mà đừng cái đem lại cái vẻ thẩm mỹ thì chúng ta cũng nên có một cái gì đó gọi là lưu tâm tới. Đây thêm một cái thay đổi trong cái phần thiết kế thùng nữa nè, các bác thấy ngoại trừ cái phiên bản thùng kính đó, thì nó sẽ được đóng hai vách, là vách trong đó, sẽ là có tên kẽm, ở giữa sẽ là có lớp mút xốp, và ở ngoài đó, là nó sẽ có phần lớp inox 430. Thì ở đây ảnh có chủ yếu đó, là anh này đó, là hai gì ảnh mình có cái kiểu thiết kế là gọi thùng mà chở kính đó, thì ảnh để cái giá kính ở trong đây, và có thêm mấy cái yêu cầu nè, mấy cái móc trong thùng đó sẽ được cắt ra và có móc sắt chừa lỗ để anh có thể buộc dây đó. Các bác thấy đó là một trong những cái thay đổi về cái phần thùng, giờ cho nên là nó mới lú qua Tết mới giao xe con này được đó, nhưng mà miễn sao là làm con xe nó trở nên đẹp, nó đúng với nhu cầu của bác tài đưa ra thì cái điều đó mới quan trọng ha. Rồi chúng ta sẽ
tiếp tục đến cái phần đi vào xe nha các bác. Chập cho ông cái biển số khoe hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo của Hoàng Tâm Xe Tải nhé. Em cảm ơn mọi người ạ.